Những loài hoa không chỉ đẹp mà còn ăn ngon không tưởng. Ai cũng biết hoa là để trang trí, làm đẹp. Thế nhưng các loại hoa dùng làm thực phẩm thì không phải ai cũng biết. Trong nền ẩm thực phong phú và đa dạng, có rất nhiều các loại hoa có thể nấu ăn, từ các món ăn bình dị, dân dã đến các món ăn đắt giá, sang trọng. Và bây giờ các bạn, hãy cùng Melan Garden khám phá ngay xem đó là những loại hoa nào nhé. Hoa sen thì không kể đâu xa, quốc hoa của Việt Nam chính là một ví dụ điển hình khi nhắc đến các loại hoa dùng làm thực phẩm. Không chỉ thế, các món ăn, uống được chế biến từ hoa sen đều mang được nét văn hóa đặc trưng của nền ẩm thực dân tộc Việt. Cùng với đó là tính chất vương giả qua mỗi món ăn. Hầu hết các bộ phận của cây sen đều có thể dùng làm thực phẩm để ăn và uống. Chẳng hạn như hạt sen, nghệ sen, tiêm sen, củ sen hay ngó sen đều rất tốt cho sức khỏe. Riêng hoa sen thì có sẵn vị ngọt, lại lành tính, từng là nguyên liệu cho món vịt hấp hoa sen thuộc hàng cao lương mỹ vị trúng cung đình. Ngoài ra còn có thể kể thêm rất nhiều món ăn ngon từ hoa sen như cơm sen, nộm sen hay chè sen, rất nổi tiếng và được yêu thích. Tất cả các món ăn đều rất thơm ngon và bổ dưỡng. 2. Hoa chuối. Tuy không mang vẻ vương giả như hoa sen, nhưng hoa chuối cũng lại là một loại hoa được dùng để nấu ăn phổ biến với vẻ dân dã, nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Hoa chuối màu tím thường được dùng để chế biến các món nộm, nấu canh chua hoặc dùng làm rau ăn kèm. Từ hoa chuối, người ta còn biến tấu ra rất nhiều món ăn bình dị mà lôi cuốn. 3. Hoa ác ý xô. Đây là loại hoa đặc trưng của vùng đất Đà Lạt Việt Nam và vô cùng nổi tiếng, vì vừa dùng làm trà uống, vừa dùng làm thực phẩm chế biến món ăn rất giàu dinh dưỡng. Không chỉ vậy, hoa ác ý xô còn được dùng làm thuốc và rất tốt cho sức khỏe. Các món ăn ngon khó cưỡng được nấu cùng hoa ác ý xô không thể không nhắc đến là hoa ác ý xô hầm thịt, canh ác ý xô hầm xương. 4. Hoa xo đũa. Loại hoa có cái trình khá lạ này có các màu trắng, đỏ, tím và có nhụy bên trong. Các món ăn được làm từ hoa xo đũa đều rất tốt cho sức khỏe. Thông thường hoa xo đũa có thể dùng ăn kèm lẩu mắm hoặc hấp với cá lóc, nấu canh chua với cá rô, đều rất ngon miệng và hấp dẫn. 5. Hoa bí. Hoa bí cũng là loại hoa quen thuộc tại các làng quê Việt Nam, với màu vàng đặc trưng bình dị. Người ta thường dùng hoa bí để luộc, hấp hoặc xào, nấu canh rất đa dạng. Các món ăn từ hoa bí đều có đặc tính hàn, vị ngọt thanh nên có tác dụng giải nhiệt rất tốt. 6. Hoa bưởi. Hoa bưởi dù không được sử dụng trực tiếp để nấu món ăn nhưng dùng để ướp trà thì lại vô cùng tuyệt vời. Trà hoa bưởi không chỉ thơm ngon, lôi cuốn mà còn giúp thanh lọc cơ thể, giảm stress hiệu quả. 7. Hoa nhài. Hoa nhài cũng tương tự như hoa bưởi, được sử dụng để ướp trà và có hương thơm rất dễ chịu, lôi cuốn. Trà hoa nhài rất tốt cho sức khỏe. 8. Hoa thiên lý. Hẳn ai cũng biết món thịt bò xào bông thiên lý rất phổ biến và được nhiều người yêu thích. Hoa thiên lý có tính giải nhiệt cao nên được dùng để chế biến thành rất nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng khác như gỏi, nấu canh cùng cua đồng. 9. Hoa điên điển. Hoa điên điển được xem là một trong những đặc sản của miền sông nước Tây Nam Bộ. Hoa điên điển được dùng để chế biến nên rất nhiều món ăn ngon như bông điên điển nấu canh chua, điên điển nấu cá linh, nộm hoa điên điển hay hoa điên điển xào. 10. Cuối cùng là hoa ban. Nếu hoa điên điển là đặc sản vùng sông nước, thì hoa ban lại là đặc sản của vùng miền núi Tây Bắc nước ta. Hoa ban thường nở rộ vào độ tháng 3. Không chỉ mang màu sắc tươi đẹp làm mê đắm du khách, hoa ban còn được dùng để chế biến thành những món ăn ngon khó cưỡng, mà bất cứ thực khách nào đã từng thưởng thức đều khó lòng quên được như hoa ban xào măng đắng, canh hoa ban nộm, hoa ban hầm móng giò, xào thịt lợn rừng, ban đồ, rất hấp dẫn. Trên đây là 10 loại hoa vừa đẹp lại còn được dùng trong chế biến món ăn đã giúp các đầu bếp tạo nên không ít món ăn đầy sáng tạo, vừa vô cùng ngon, bổ dưỡng vừa hấp dẫn thực khách. Video của Melan Garden đến đây là hết. Nếu yêu thích Melan Garden thì quý anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy thử thực hiện ngay các món ăn độc đáo từ các loại hoa này nhé. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.